Thì mình biết là nó cũng là chỉ làm sợi mì như mình ăn mì bình thường. Thì nhưng mà họ sẽ được chiên lên, chiên những cái thức ăn fast food mà chiên bằng dầu ăn để nhanh, thì nó có vấn đề là tạo ra một cái gọi là trung fat, tiếng Việt mình dịch ra là chất béo chuyển hóa. Những nhà khoa học, và nhất là những người nhà bác sĩ chuyên về tim mạch, họ thấy trung fat này nếu mình ăn nhiều quá thì nó làm nó dễ tích tụ lại, nó gây béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình một gói mì ăn liền có mức năng lượng là 400 kcal, trong đó 60% là từ chất bột sợi mì, 40% là từ chất béo, hoàn toàn không có các khoáng chất, vitamin hay chất xơ. Cũng vì là thức ăn nhanh nên mì ăn liền sẽ chứa trung fat, nạp nhiều chất này vào cơ thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh thời đại hiện nay. Ăn mì ăn liền nhiều quá thì cái việc cân bằng dinh dưỡng không tốt. Thứ hai là về hệ tiêu hóa mình thiếu hoàn toàn chất xơ và rau xanh, là nguy cơ ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hóa, ung thư ruột. Ngoài ra trong những gói bột nêm thì thường nó có một cái chất gọi là phosphate, thì cái đó nó ăn bình thường, lâu lâu ăn một gói miệng liền không sao hết, nhưng mình cứ ăn ngày qua ngày thế thành bữa ăn chính, thì ăn nhiều lạm dụng cái chất phosphate thì có thể dễ bị loãng xương hơn cái người bình thường lịch ăn, khó tiêu hóa, sẽ cảm giác là lình xình bụng khó tiêu, nhất là những người có bệnh về viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn mì ăn liền. Theo bác sĩ Lưu Phương, lạm dụng mì ăn liền thay thế các bữa ăn chính thường ngày sẽ không khoa học trong việc cân bằng dinh dưỡng và gây hại cho hệ tiêu hóa của người sử dụng. Để đảm bảo an toàn sử dụng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên trần sơ mì qua nước sôi từ 1 đến 2 lần trước khi dùng. Ngoài ra, nên bổ sung các loại rau xanh hay thịt vào bát mì nhằm tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng khi đưa vào cơ thể.